Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay đầu kỳ họp thứ 8, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Ban lãnh đạo cấp cao của đất nước sẽ thay đổi ra sao? Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ họp tại Trung tâm Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 21 tháng 10, dự kiến bế mạc vào sáng 30 tháng 11 2024. Tổng Bí thư Tô Lâm thôi làm Chủ tịch nước ngay tại kỳ họp Quốc hội kỳ thứ 8. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay đầu kỳ họp thứ 8, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Ban lãnh đạo cấp cao của đất nước sẽ thay đổi ra sao? Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ họp tại Trung tâm Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 21 tháng 10, dự kiến bế mạc vào sáng 30 tháng 11 2024. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 dự kiến khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung về công tác lập pháp, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Đề cập đến công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, tại buổi họp báo thông tin kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước. Những biến động nhân sự trong nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là tại hàng ngũ lãnh đạo cao nhất, đã gây ra chấn động dư luận trong và ngoài nước. 7 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm cả những lãnh đạo trong tứ trụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lần lượt mất chức trong một thời gian ngắn, một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị hiện đại của đất nước. Sau 3 nhiệm kỳ dẫn dắt Việt Nam với chiến dịch đốt lò và ngoại giao cây tre, sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo lâu năm của Việt Nam, cũng để lại những khoảng trống quyền lực với những di sản đang dang dở. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn được người thay thế cho các vị trí này, nhưng với việc Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục bầu Chủ tịch nước trong kỳ họp thứ 8, dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, có thể ban lãnh đạo tứ trụ và các nhân sự cấp cao khác sẽ có những biến động. Chưa tính cuộc họp thường kỳ vào ngày 21 tháng 10 này, thì Quốc hội khóa 15 đã có tới 8 kỳ họp bất thường, trong đó có 5 kỳ được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự. Nổi bật nhất là việc bầu, sau đó là miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trung ương Đảng cũng đã phải liên tiếp triệu tập hội nghị bất thường để quyết định cho một số lãnh đạo cấp cao thôi chức và giới thiệu nhân sự mới cho Quốc hội bầu, phê chuẩn. Sự qua đời đột ngột của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2024 đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trên chính trường Việt Nam. Chỉ 2 tuần sau sự kiện này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất bầu Đại tướng Tô Lâm, khi đó là Chủ tịch nước, đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Dù việc một lãnh đạo nắm giữ cả hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước là điều không thường thấy, nhưng trong bối cảnh này, việc Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm Chủ tịch nước có thể là một phương án hợp lý nhằm duy trì sự ổn định chính trị. Mặc dù đây chỉ là một bước sắp xếp tạm thời, nhưng cũng tạo ra nhiều đồn đoán về tiền lệ khác thường. Giờ đây, một trong những câu hỏi được dư luận quan tâm là liệu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có tiếp tục kiêm nhiệm hay sẽ từ bỏ vai trò là Chủ tịch nước để tập trung cho vai trò Tổng Bí thư, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Tổng Bí thư Đảng kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch nước đã từng xảy ra dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2018. Tuy nhiên, việc này chỉ kéo dài đến hết nhiệm kỳ 12, sau đó Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, việc phân chia quyền lực giữa các chức danh lãnh đạo cấp cao luôn là một nguyên tắc quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là 4 trụ cột trong cơ cấu quyền lực, thường được gọi là tứ trụ, với mỗi người chịu một trách nhiệm trong lĩnh vực khác nhau. Cấu trúc quyền lực truyền thống này có vai trò như một hệ thống cân bằng và đối trọng nội bộ để đảm bảo sự cân bằng và ngăn ngừa tình trạng tập trung quyền lực quá mức vào một cá nhân hay một nhóm lợi ích. Việc một cá nhân nắm giữ hai chức vụ cao nhất sẽ tạo ra nguy cơ về sự lạm quyền hoặc thiên lệch trong các quyết định quan trọng. Và vì vậy, dù Tổng Bí thư là vị trí lãnh đạo quyền lực nhất thì cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên Bộ Chính trị và phải dẫn dắt và tìm hiểu theo sự đồng thuận. Tiến sĩ Zachary Apuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ, chuyên gia an ninh khu vực Đông Nam Á nói rằng,
Quốc hội thông báo sẽ bầu chủ tịch nước mới tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 8, cho thấy Ban chấp hành Trung ương Đảng muốn khôi phục cơ cấu quyền lực tứ trụ truyền thống. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dù ông Tô Lâm có thể kiêm nhiệm cả hai chức vụ nhờ vào quyền lực hiện có của mình, bản thân ông muốn tránh tạo ra sự ấn tượng rằng việc củng cố quyền lực cá nhân sẽ gây tổn hại tới nguyên tắc tập thể lãnh đạo truyền thống. Tại cuộc gặp các cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước ngày 15 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói rõ rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 2024 như một lời cam kết rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo. Giáo sư Castillo, nhà phân tích chính trị Việt Nam, nói rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm có thể là do có những cân nhắc về lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Vì thế, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp trấn an những mối lo ngại. Nếu không còn là chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thể sẽ có ít những cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia hoặc thực hiện các chuyến công du nước ngoài như vừa qua. Phân tích trên cho thấy, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai chức vụ có thể giúp hệ thống chính trị của đất nước trở nên ổn định. Tuy nhiên, mặt trái là nền dân chủ tập trung trong đảng có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể tạo ra khả năng bất ổn chính trị về dài hạn, đặc biệt khi mà nhà lãnh đạo Tô Lâm nghỉ hưu, làm xuất hiện khoảng trống quyền lực. Theo nhận định của giới quan sát, từ sau trường hợp Lê Duẩn, Việt Nam đã tránh mô hình nhất thể hóa để tránh việc quyền lực tập trung quá mức vào một người. Vì vậy, việc Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức vụ cũng sẽ như trường hợp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ là phương án tạm thời. Trong một động thái khác liên quan, Trung tướng Tô Ân Sô, người trước đó nhận nhiệm vụ tại văn phòng Chủ tịch nước, chỉ hơn một tuần sau khi ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, đã được Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm giữ chức trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách văn phòng Tổng Bí thư vào ngày 4 tháng 9. Việc ông Tô Ân Sô, một trợ lý rất thân cận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thời văn phòng Chủ tịch nước, sang phụ trách văn phòng Tổng Bí thư cũng gợi ý rằng ông Tô Lâm sắp tới sẽ không còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước. Qua phân tích có thể kết luận rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước ngay tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ lần thứ 8 này. Chức danh Chủ tịch nước theo lý thuyết là nguyên thủ quốc gia, phụ trách đối nội lẫn đối ngoại, nhưng dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị trí này bị lấn át bởi quyền lực của Tổng Bí thư. Minh chứng cho điều này là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện. Người chủ trì lễ đón chính thức hội đàm với ông Biden là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không phải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Một số cuộc điện đàm với nguyên thủ quốc gia với các cường quốc cũng do ông Trọng thực hiện. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua chuỗi biến động chưa từng có, bắt đầu từ sự từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 1-2023, rồi đến việc ông Võ Văn Thưởng bị mất chức chỉ vài tháng tại nhiệm. Chính trường Việt Nam dường như vẫn đang trong quá trình định hình. Tính cả lần bầu chủ tịch nước trong kỳ họp quốc hội lần này, nhiệm kỳ 2021-2026, chức danh chủ tịch nước có tổng cộng 4 sự thay đổi. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Tô Lâm và nhân vật sắp được đảng giới thiệu để quốc hội bầu trong kỳ họp này. Giờ đây, trước thêm kỳ họp thứ 8 của quốc hội, đã xuất hiện những đồn đoán và nhân vật sẽ thay thế Tổng Bí thư Tô Lâm làm chủ tịch nước cũng dần lộ diện. Trong danh sách những ứng cử viên tiềm năng, cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình Postcard của Viện Nghiên cứu ISEAS Singapore, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp và Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang đã nhắc đến khả năng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trở thành Chủ tịch nước kế nhiệm của ông Tô Lâm. Giáo sư Carter, chuyên gia chính trị Việt Nam cho biết ngày 17 tháng 10 rằng, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ được đề cử làm Chủ tịch nước kế nhiệm. Ông Cường cũng đã được nhiều nhà quan sát nước ngoài đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất trở thành Chủ tịch nước vì ông là một tướng lĩnh quân đội chuyên về chính trị. Giáo sư Zachary Abuja từ Đại học Nelson College, Mỹ nhận định rằng ông Lương Cường dù không còn phục vụ trong quân đội nhưng ông vẫn là đại diện cho lợi ích của quân đội trong bộ chính trị, nhất là khi quân đội được cho là đang cố gắng cân bằng sức ảnh hưởng với Bộ Công an. Bên cạnh đó đã có ít nhất hai nhân vật giữ chức Thường trực Ban Bí thư trước khi được bầu lên làm Chủ tịch nước, đó là ông Trương Tấn Sang và ông Võ Văn Thưởng. Vì vậy, khả năng vào tứ trụ của ông Lương Cường là rất cao. Đáng chú ý, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa có chuyến thăm đến Trung Quốc. Tại đây, ông đã hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Bí thư, Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.
Việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, người giữ chức thứ 5 trong ban lãnh đạo đất nước, có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy một sự trọng thị từ phía Trung Quốc và cũng gợi ý rằng ông rất có thể sẽ vào tứ trụ. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trở thành Chủ tịch nước không chỉ giúp về tái lập cơ cấu tứ trụ truyền thống mà còn tạo sự cân bằng giữa lực lượng quân đội và công an trong hệ thống chính trị. Một số ứng viên khác cho vị trí Chủ tịch nước sau ông Lương Cường bao gồm Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Bà Hà Ni xuất hiện trên Facebook sau 18 tháng thi hành án vì liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hà Ni, cựu nhà báo, luật sư vừa mới xuất hiện trên mạng xã hội Facebook sau 18 tháng thi hành bản án do liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương. Ngày 19 tháng 10, mạng xã hội Facebook xuất hiện dòng trạng thái cảm ơn những người yêu thương chồng nghiệt ngã do nickname có tích xanh nhà báo Hà Ni viết. Theo đó, bà Hà Ni cảm ơn những người đã yêu thương bà và từng khóc vì bà. Bà Hà Ni đã viết, nợ các anh chị một ân tình. Cũng theo nội dung bài viết của bà Hà Ni, bà trải qua 18 tháng nghiệt ngã đã trở về, đúng nghĩa còn vỏn vẹn chiếc quần xà lòn. Nhà ném bị ngân hàng phong tỏa, không còn thẻ nhà báo, không còn thẻ luật sư, không phải mang vác, không còn sự mất mát. Cảm giác sao nhẹ tênh. Mất mát lớn nhất là trở về, nhận tin một người em đồng nghiệp còn trẻ đã qua đời, một tiền bối đáng kính cũng đi xa, nhiều người già kính trọng xa đi. Đầu, có nếm trải tôi mới nhận ra rằng cần yêu thương nhiều hơn, dành hết dung lượng cuộc đời để chứa đựng yêu thương, không cho những thứ khác trên vào, từ bỏ những lung linh huyền ảo để tìm cả yêu thương nơi cùng cực. Bên cạnh đó, để công bằng, tôi đã học cách nhìn nhận cuộc đời bằng con mắt quan chiếu. Bà Hà Ni viết trên Facebook của mình và bổ sung thêm nhờ biến cố tự thanh lọc bản thân, tình lọc bạn bè hướng tới giá trị thật. Chỉ vì yêu thương khi cùng cực, tình cảm ấy mới có thể vĩnh hằng, để hứa với lòng sẽ sống chất hơn. Trước đó, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Đặng Thị Hà Ni, 47 tuổi, 1 năm 6 tháng tù, Trần Văn Sĩ, 64 tuổi, luật sư, 2 năm tù cùng với tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hai người bị tạm giam từ ngày 24 tháng 2, 2023. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hà Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hà Ni để phát buổi livestream có tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Theo kết luận giám định, buổi livestream gồm 4 đoạn phát ngôn mang nội dung bí mật cá nhân, đời sống riêng tư của bà Hằng vi phạm vào Điều 17 Luật An ninh mạng. Vụ khai công giáo viên mầm non ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiệu trưởng nhà trường xin nghỉ việc. Ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tổ chức công bố kết luận về việc thanh tra trường mầm non Ánh Dương, thị trấn Ngại Giao. Đây là nơi xảy ra lùm xùm về suất ăn cơm của giáo viên 30.000 đồng nhưng quá đơn giản, chỉ có trà và canh từng gây xôn xao dư luận. Được biết, buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 10. Trước đó, ngày 21 tháng 9, huyện Châu Đức đã có quyết định thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương. Sau thời gian thanh tra, đoàn thanh tra nêu ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác hoạt động của nhà trường như việc triển khai quy chế dân chủ, nội dung tăng thu nhập, thực hiện hợp đồng lao động, công khai tài chính. Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường thực hiện chưa đúng các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở, chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ cơ quan, phân công các nhân viên nấu ăn làm thêm công việc dọn dẹp vệ sinh sân trường là không phù hợp với vị trí việc làm. Đối với việc tổ chức ăn trưa cho viên chức, người lao động từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, hiệu trưởng trường không tổ chức lấy ý kiến để thống nhất việc tổ chức bữa ăn trưa và không công khai số tiền tổ chức ăn trưa, thiếu chỉ đạo trong việc xử lý hơn 18 triệu đồng tiền tồn dư. Từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024, tồn hơn 5 triệu đồng. Tồn hơn 25 triệu đồng từ việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ nhưng chưa kịp thời lập thủ tục trả lại cho phụ huynh học sinh. Một giáo viên đi học nhưng vẫn được chi trả tiền lương đủ 50 ngày công trong thời gian làm hè. Tránh thanh tra huyện Châu Đức đã kiến nghị hiệu trưởng trường tổ chức xử lý dứt điểm các hạn chế thiếu sót, trong đó yêu cầu hiệu trưởng công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 18 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 5 triệu đồng tiền ăn trưa hè năm 2024. Thu hồi số tiền mà nhà trường đã trả dư ngày công cho một giáo viên trong quá trình đi học, đồng thời thực hiện xử lý hoàn trả hơn 25 triệu đồng số tiền còn tồn trong thời gian hè năm 2024 theo đúng quy định.
Thanh tra huyện Châu Đức cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hán Huệ với vai trò là hiệu trưởng trường và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết luận của Thanh tra huyện. Được biết, ngày 13 tháng 10, bà Huệ đã gửi đơn xin nghỉ việc đến Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Lý do bà Huệ đưa ra là do áp lực quá nặng nề, sức khỏe không đảm bảo và phải tiếp tục điều trị bệnh. Bà Huệ cho biết bản thân không tư lợi, tuy nhiên trong công tác điều hành chưa chỉ đạo kịp thời trong vấn đề công khai các hoạt động để xảy ra thiếu đoàn kết nội bộ, hiện đợt này vẫn đang được xem xét. Nguyên nhân người dân căng dây chặn cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Sáng ngày 18 tháng 10, hàng chục người dân thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình, Yên Sơn tập trung lên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Thời điểm trên, người dân chui qua bờ rào thép gai đi theo rãnh thoát nước đoạn giữa km 10 đến km 11 để chặn cao tốc. Một số người mang theo bảng chữ với nội dung yêu cầu hoàn trả các công trình bị thu hồi khi thi công cao tốc. Sau đó, hàng chục người căng dây chặn ngang đường chiều từ Phú Thọ đi Tuyên Quang, tập trung hơn một tiếng trên cao tốc khiến giao thông ách tắc. Theo bà Lê Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đội Bình, nguyên nhân vụ việc là do người dân đề nghị chính quyền thực hiện quy hoạch sân thể thao thôn Hưng Quốc, do năm 2021 đã thu hồi sân thể thao này để thi công cao tốc. Thời điểm thực hiện dự án đã thu hồi gần 1.800 m² đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao. Việc thu hồi đất sân thể thao cũ là đúng quy định. Cũng theo Bí thư xã Đội Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn đã quy hoạch xây dựng sân thể thao mới với diện tích gần 1.700 m². Do chưa bố trí được kinh phí xây dựng nên sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng thuận với chủ trương này. Bên cạnh đó, người dân thôn Hưng Quốc có các đơn kiến nghị về việc đầu tư nhà văn hóa và sắp xếp lại điểm trường, xây dựng điểm trường. Với nội dung xây dựng nhà văn hóa, vị trí đất hiện tại của thôn đủ điều kiện để xây dựng mới. Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo huyện để đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa. Ủy ban Nhân dân huyện cũng trả lời cụ thể các kiến nghị về xây dựng điểm trường tiểu học, điểm trường mầm non và sắp xếp lại điểm trường lớp học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày.